em học sinh thân mến, ở bài học trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu phần 1 của bài thơ Tây Tiến qua 14 câu thơ đầu. Trong bài học ngày hôm nay, cô tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu phần 2, đoạn thơ từ câu 15 cho đến câu 22. Cô mời các em cùng theo dõi. Ba lớn, cô hướng dẫn các em tìm hiểu phần 2. Đó là đoạn thơ 8 câu tiếp, từ câu 15 cho đến câu 22. Kem nghe cô đọc văn bản. Doanh trại bừng lên hội đức hoa. Kìa em xiêm áo tự bao giờ. Khèn lên man điệu nàng e ấp. Nhạc về viên trăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy. Có thấy hồn lau nẻo bến bờ. Có nhớ dáng người trên độc mộc. Trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa. Trước khi tìm hiểu nội dung của đoạn thơ, cô hướng dẫn các em kỹ năng phân tích thơ. Để phân tích một đoạn thơ, bước 1, các em cần xác định vị trí và nội dung của đoạn thơ. Bước 2, các em cần chia bố cục của đoạn thơ thành nhiều đoạn nhỏ. Và bước 3, các em sẽ tập trung phân tích từng đoạn thơ. Thứ nhất, các em sẽ phân tích đoạn thơ 1. Khi các em phân tích đoạn thơ, các em cần nêu khái quát của nội dung của đoạn 1. Ví dụ, đoạn thơ miêu tả hình ảnh thiên nhiên, đoạn thơ miêu tả tâm trạng của nhân vật trữ tình. Sau đó các em sẽ trích thơ. Sau khi trích thơ, các em sẽ tập trung phân tích những từ ngữ, hình ảnh thơ, các phép tu từ, nhịp thơ, giọng điệu trong đoạn thơ. Và các em có thể sử dụng thao tác lập luận so sánh văn học để các em so sánh với một số câu thơ khác cùng nội dung. Sau đó, các em phải nêu được dụng ý của nhà thơ qua đoạn 1. Tương tự như vậy, các em sẽ phân tích đoạn 2. Để phân tích được đoạn 2, các em cũng cần nêu khái quát nội dung của đoạn 2. Ví dụ, đoạn thơ miêu tả hình ảnh thiên nhiên, miêu tả tâm trạng của nhân vật trữ tình, vân vân. Và các em sẽ trích thơ. Sau khi trích thơ xong, các em sẽ phân tích những từ ngữ, những hình ảnh thơ, các phép tu từ, nhịp thơ và giọng điệu của đoạn thơ thứ hai. Và ở đoạn thơ thứ hai, các em cũng có thể sử dụng thao tác lập luận so sánh văn học để các em so sánh với một số câu thơ khác cùng nội dung. Cuối cùng, các em cần nêu dụng ý nghệ thuật và dụng ý tư tưởng tác giả của nhà thơ ở đoạn thơ thứ hai. Tiếp theo, các em sẽ phân tích đoạn thơ thứ ba cho đến đoạn thơ cuối. Và sau khi phân tích xong đoạn thơ cuối, bước thứ tư, các em cần nhận xét khái quát nghệ thuật của đoạn thơ. Khi các em nhận xét nghệ thuật của đoạn thơ, các em có thể nhận xét thể thơ gì? Nhịp thơ, giọng điệu, từ ngữ, hình ảnh và các phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ. Trên đây cô đã hướng dẫn các em kỹ năng phân tích thơ và đây là kỹ năng rất cơ bản. Các em cần phải nắm chắc để sau này chúng ta sẽ vận dụng trong quá trình chúng ta luyện tập các đề bài. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung của đoạn thơ thứ hai từ câu 15 cho đến câu 22. Trước hết, các em cần xác định được bố cục. Đó là đoạn thơ có hai phần. Phần 1, từ câu 15 cho đến câu 18. Cô gọi đây là 4 câu đầu. Nội dung của 4 câu thơ đầu, tác giả đã tái hiện hình ảnh một đêm liên hoan ấm áp tình quân dân. Phần thứ 2, từ câu 19 đến câu 22. Cô gọi đây là 4 câu cuối. Nội dung của 4 câu cuối, tác giả đã tái hiện cảnh sông nước miền Tây, hùng vĩ và rất lãng mạn, thơ mộng. Trên đây là bước thứ 2, chúng ta đã tìm hiểu bố cục của đoạn thơ. Sau khi tìm hiểu bố cục của đoạn thơ, cô hướng dẫn các em bước thứ 3, đó là phân tích nội dung của đoạn thơ. Trước hết, chúng ta sẽ phân tích 4 câu thơ đầu của đoạn thơ. Như ở phần định hướng bố cục, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung khái quát của 4 câu đầu
đó là tác giả tái hiện hình ảnh một đêm liên hoan ấm áp tình quân dân. Sau khi Kem nêu nội dung khái quát của bốn câu đầu, Kem sẽ trích bốn câu thơ, từ câu 15 cho đến câu 18. Và sau khi trích xong thơ, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu các hình ảnh thơ, các từ ngữ và một số phép tu từ. Sau khi trích dẫn thơ, cô hướng dẫn Kem khai thác nội dung của đoạn thơ. Không gian tổ chức đêm liên hoan. Không gian tổ chức đêm liên hoan đó là tại doanh trại. Doanh trại bừng lên hội đước hoa. Kem sẽ phân tích giảng giải từ doanh trại. Như chúng ta biết, doanh trại là nơi đơn vị Tây Tiến đóng quân. Và nơi này thuộc địa bàn hoạt động của đơn vị. Đó là ở vùng miền núi Tây Bắc hoặc đó là ở bên phía Thượng Lào. Thứ hai, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu về thời gian tổ chức đêm liên hoan. Thời gian tổ chức đêm liên hoan đó là vào ban đêm. Trong câu thơ số 15, chúng ta thấy là Quang Dũng không nói đến một từ ngữ nào, chỉ thời gian là ban đêm. Nhưng chúng ta hiểu được thời gian tổ chức đêm liên hoan là ban đêm, bởi vì trong câu thơ, tác giả có miêu tả hình ảnh hội đước hoa. Như vậy, không gian và thời gian rất lý tưởng cho buổi liên hoan, bởi vì sau một chặng đường hành quân, đơn vị đã dừng lại ở một bản làng và họ tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ với đồng bào địa phương để thắt chặt tình cảm với người dân địa phương và để vơi đi những nỗi mệt mỏi sau chặng đường hành quân vất vả. Nội dung thứ ba, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu chi tiết ánh sáng trong đêm liên hoan. Ánh sáng rực rỡ của những ngọn đuốc qua hình ảnh hội đuốc hoa. Hình ảnh hội đuốc hoa là một hình ảnh rất đẹp, rất ấn tượng và rất sáng tạo của nhà thơ Quang Dũng. Như chúng ta biết, hình ảnh đuốc hoa là một từ cổ để chỉ ngọn nến đốt lên trong phòng cưới đêm tân hôn. Hình ảnh này xuất hiện trong đêm liên hoan của người lính Tây Tiến đã tạo nên một màu sắc vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa thiêng liêng và rất lãng mạn. Để miêu tả ánh sáng của hội đuốc hoa, Quang Dũng đã dùng động từ mạnh, đó là từ bừng. Động từ bừng được đặt ở giữa câu thơ, thể hiện sự chuyển động mạnh, nhanh của ánh sáng từ những ngọn đuốc, đó là những ngọn đuốc nứa, đuốc lau. Chữ bừng còn có thể hiểu đó là bừng sáng lên bởi ánh sáng từ những ngọn đuốc hay là tưng bừng rộn rã của niềm vui, của tiếng khèn, của bản nhạc, của man điệu, cùng với giọng hát ngọt ngào, vừa say mê, vừa tình tứ của những cô gái vùng sơn cước. Nội dung thứ tư, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu hình ảnh những cô gái dân tộc với những bộ váy áo đẹp lộng lẫy, với vẻ đẹp nữ tính, e thẹn. Trước hết, nhà thơ miêu tả trang phục lộng lẫy của những cô gái người dân tộc trong đêm liên hoan qua hình ảnh xiêm áo từ bao giờ. Hình ảnh những cô gái người dân tộc đến dự đêm liên hoan với bộ xiêm áo từ bao giờ đã khiến những chàng trai Tây Tiến ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Và những cô gái với sự e ấp, tình tứ của họ cùng với man điệu uyển chuyển khi tiếng khèn vang lên đã tạo nên vẻ đẹp, tạo nên sự tình tứ, tạo nên nét duyên dáng của những cô gái miền sơn cước. Nội dung thứ năm, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu yếu tố âm thanh của đêm liên hoan. Trong đêm liên hoan vang lên tiếng khèn. Tiếng khèn tạo nên tiếng nhạc tình tứ, tạo nên hồn thơ trong lòng những người lính trẻ. Hồn thơ ấy làm đắm say tâm hồn những chàng trai Tây Tiến gốc Hà Nội hào hoa. Tiếng khèn đã tiếp cho họ sức mạnh, giúp cho họ mạnh mẽ hơn trên con đường hướng về Viêng Chăn. Như vậy, qua hồi ức của Quang Dũng về một đêm liên hoan, người đọc thấy được các chiến sĩ Tây Tiến
Dù trong những giờ phút vui vẻ, thoải mái nhất, thì tâm hồn của họ vẫn luôn hướng về lý tưởng cách mạng cao đẹp. Sau khi phân tích những chi tiết, những hình ảnh, âm thanh, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh con người trong đêm liên hoan, cô định hướng Kem sử dụng thao tác lập luận so sánh văn học để so sánh hình ảnh đêm liên hoan trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng với hình ảnh đêm liên hoan trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Kem có thể trích dẫn hai câu thơ để so sánh. Nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đước sáng những giờ liên hoan, Việt Bắc của Tố Hữu. Sau khi chúng ta trích dẫn những câu thơ để chúng ta so sánh, cô hướng dẫn Kem khái quát như sau. Đêm liên hoan văn nghệ với những chi tiết rất thực, rất mộng và rất ảo. Qua hồi ức của tác giả, khung cảnh đêm liên hoan như một đêm hội trong huyền thoại cổ tích. Và qua đây, tác giả đã bày tỏ sự trân trọng của mình với tình quân dân trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Trên đây, cô đã hướng dẫn Kem tìm hiểu nội dung của 4 câu thơ đầu. Và tiếp tục, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu nội dung của 4 câu cuối. Như cô đã định hướng, nội dung của 4 câu cuối, tác giả tái hiện và miêu tả hình ảnh sông nước miền Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng, lãng mạn bởi dáng hoa trên dòng nước lũ. Kem sẽ trích dẫn câu thơ từ câu thơ 19 cho đến câu 22. Sau khi Kem trích dẫn nội dung của 4 câu thơ, cô định hướng để hướng dẫn Kem phân tích. Chi tiết thứ nhất, cô hướng dẫn Kem phân tích câu hỏi tu từ. Câu hỏi tu từ có nhắc đến địa danh Châu Mộc. Như chúng ta biết, Châu Mộc là một địa danh cụ thể được xác định trong địa bàn hoạt động của đơn vị Tây Tiến. Chi tiết thứ hai, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu thời gian. Thời gian đó là một buổi chiều sương. Một buổi chiều sương chỉ một khoảng thời gian không xác định, gợi ký ức mơ hồ. Đó là một buổi chiều không cụ thể, chỉ biết rằng đó là một buổi chiều đầy sương, sương răng mắc, sương bao trùm cả không gian và thời gian ở Châu Mộc. Chi tiết thứ ba, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu hình ảnh người đi. Hình ảnh người đi mang tính chất vừa cụ thể vừa phiếm chỉ. Ở câu thơ này, tác giả đã sử dụng nghệ thuật phân thân để hỏi người đi. Người đi có thể là đồng đội và người đi cũng có thể chính là nhà thơ Quang Dũng. Chi tiết thứ tư, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu hình ảnh hồn lau nẻo bến bờ. Hình ảnh hồn lau nẻo bến bờ gợi chúng ta liên tưởng đến những cây bông lau xuất hiện trong làn sương chiều mờ ảo nơi bến sông suối, hoang sơ hẻo lánh của miền Châu Mộc. Hình ảnh đó tạo nên cái hồn của cảnh vật. Khi Kem phân tích đến hình ảnh hồn lau nẻo bến bờ, cô định hướng để Kem có thể sử dụng thao tác lập luận so sánh. Kem sẽ so sánh câu thơ của nhà thơ Quang Dũng với câu thơ của nhà thơ Hoàng Hữu. Nhà thơ Hoàng Hữu đã viết những câu thơ rất hay về hồn lau trong gió để gợi hoài niệm, gợi cảm giác buồn vắng. Người xa phơ phất hồn lau gió, thổi trắng chân đồi như khói pha. Đoạn thơ được trích trong bài Hoa lau trường cũ. Sau khi trích thơ để so sánh, Kem sẽ khái quát. Như vậy, qua hình ảnh hồn lau nẻo bến bờ, chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ của miền Châu Mộc. Vẻ đẹp đó mờ ảo, vẻ đẹp đó hiện lên trong ký ức của nhà thơ Quang Dũng. Chi tiết thứ năm, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu hình ảnh dáng người trên độc mộc. Cũng như hình ảnh hồn lau nẻo bến bờ, hình ảnh dáng người trên độc mộc là một hình ảnh thơ rất đẹp, thể hiện sự sáng tạo của Quang Dũng, sự liên tưởng độc đáo của nhà thơ. Và để giảng được hình ảnh này, cô hướng dẫn Kem tìm hiểu hình ảnh con thuyền độc mộc. Như chúng ta biết, con thuyền độc mộc là một phương tiện giao thông khá phổ biến ở miền núi.
Xuất hiện trên con thuyền ấy là hình ảnh một dáng người. Hình ảnh dáng người trên con thuyền độc mộc gợi liên tưởng đến dáng ngả nghiêng rất tình tứ trên dòng nước lũ. Và trên con thuyền độc mộc, hình ảnh dáng người đó có thể hiểu là chính nhà thơ Quang Dũng, có thể hiểu là đồng đội Tây Tiến. Và hình ảnh dáng người đó cũng có thể hiểu đó là hình ảnh một chàng trai hoặc cô gái người dân tộc. Dù hiểu là hình ảnh nào, chúng ta cũng cảm nhận được hình ảnh con người làm chủ núi rừng, hình ảnh con người toát lên vẻ đẹp, hình ảnh con người toát lên vẻ đẹp giữa sự gắn kết với thiên nhiên. Tiếp theo, cô hướng dẫn kem tìm hiểu từ trôi. Ở trong câu thơ, tác giả có sử dụng chữ trôi. Chữ trôi mà tác giả dùng ở đây cũng rất tinh tế. Nó gợi lên sự chuyển động nhẹ nhàng của con thuyền độc mộc dưới tay lái ra hoa của dáng người trên con thuyền đó. Chi tiết thứ 6, cô hướng dẫn các em tìm hiểu hình ảnh những bông hoa rừng đong đưa trên dòng nước lũ. Những bông hoa rừng đong đưa trên dòng nước lũ như muốn làm duyên cùng dáng người trên con thuyền độc mộc. Ở ý thơ này, cô định hướng dẫn các em phân tích từ đong đưa. Từ đong đưa miêu tả sự chuyển động của những bông hoa rừng. Bông hoa trở thành một sinh thể duyên dáng và rất đa tình. Hình ảnh bông hoa đong đưa đối lập với sự dữ dội của dòng nước lũ. Thứ hai, cô hướng dẫn kem khai thác nghệ thuật lập cấu trúc trong đoạn thơ. Trong đoạn thơ, tác giả có sử dụng nghệ thuật lập cấu trúc với những cụm từ có thấy, có nhớ. Nghệ thuật lập cấu trúc kết hợp với nghệ thuật đối lập đã tái hiện khung cảnh núi rừng, sông nước, con người Tây Bắc. Hiện lên hoang sơ mà nên thơ, hùng vĩ, dữ dội mà thơ mộng. Và qua những ký ức của nhà thơ Quang Dũng, qua ký ức của người đi, chúng ta cảm nhận được thiên nhiên Tây Bắc đẹp bởi tâm hồn nhạy cảm, bởi sự sáng tạo của hồn thơ Quang Dũng. Trên đây, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung của 8 câu thơ, từ câu 15 cho đến câu 22. Sau khi chúng ta tìm hiểu nội dung của 8 câu thơ, cô hướng dẫn các em nhận xét khái quát như sau. Đoạn thơ đã miêu tả hình ảnh một đêm liên hoan ấm áp tình quân dân qua hồi ức của nhà thơ Quang Dũng. Thứ hai, đoạn thơ đã tái hiện được vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây Bắc, vừa hùng vĩ nhưng rất thơ mộng. Và thứ ba, đoạn thơ đã thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Quang Dũng. Đó là tình đồng bào, tình đồng chí thắm thiết, đó là tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước của nhà thơ Quang Dũng. Sau khi Kem đã phân tích nội dung và khái quát nội dung của 8 câu thơ, cô hướng dẫn Kem khái quát nghệ thuật của đoạn thơ. Trước hết, Kem có thể nhận xét về thể thơ. Đoạn thơ được viết theo thể thơ 7 chữ. Điều này thể hiện sự sáng tạo của nhà thơ Quang Dũng, bởi vì Quang Dũng đã kết hợp được vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ. Thứ hai, Kem có thể nhận xét các phép tu từ, đó là phép lập cấu trúc câu, có thấy, có nhớ, để nhấn mạnh nỗi trăn trở của người đi. Bên cạnh đó, Kem nhận xét nghệ thuật đối lập giữa dòng nước lũ với hoa. Nghệ thuật đối lập cũng được tác giả sử dụng rất hiệu quả để khắc họa vẻ đẹp đối lập của thiên nhiên Tây Bắc, vừa hùng vĩ, dữ dội, vừa thơ mộng và trữ tình. Chi tiết thứ ba, Kem có thể nhận xét hình ảnh thơ. Ở trong đoạn thơ này, Kem nhận xét những hình ảnh thơ rất giản dị, nhưng có sức gợi sâu, đó là những hình ảnh người đi, hình ảnh dáng người đã được khắc họa thành công. Chân dung những chàng trai Tây Tiến với tình yêu thiên nhiên tha thiết, với tình đồng đội mặn nồng. Cuối cùng, Kem có thể nhận xét bút pháp tả cảnh sinh động và chân thực kết hợp với yếu tố điện ảnh. Tác giả đã tái hiện được hình ảnh một đêm liên hoan ấm áp tình quân dân, một đêm hội của những chàng trai Tây Tiến,
và tác giả cũng đã tái hiện được vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc. Trên đây, cô đã hướng dẫn kem tìm hiểu đoạn thơ thứ hai của bài Tây Tiến. Đoạn thơ được trích từ câu 15 cho đến câu 22. Cô hy vọng với bài giảng này, kem đã nắm được nội dung kiến thức cơ bản của đoạn thơ và những kỹ năng phân tích thơ. Một lần nữa, cô cảm ơn các em đã theo dõi và xin hẹn các em ở tiết học thứ 3 với đoạn thơ thứ 3 của bài Tây Tiến. Đoạn thơ được trích từ câu 23 cho đến câu 30. Cô chào tạm biệt các em.